Cháu một đĩa này nhá. Cái này gọi là bánh cổng trao. Cẩu trao à? Cổng, cờ ông công phải cổng. Cổng nhưng phải cẩu đúng không? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt, vẫn đang có mặt tại thành phố Lạng Sơn các bạn ạ. Hôm nay mình tiếp tục cái series đi giới thiệu những cái món ăn ngon đặc biệt khi đến thành phố Lạng Sơn các bạn nên thưởng thức. Này, tiếp tục mời các bạn đi thưởng thức món phở vịt các bạn ạ. Lên đây thì có rất rất nhiều quán phở vịt ngon. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn quán phở vịt ở đường đầu đường Đại Huề với lại là đường Mai Thế Chuẩn à. Hello. Làm idol làm miếng. Thôi cảm ơn, mời anh em, mời anh em đi. Chào anh nhá. Lên Sapa TV nhá. Bác chào cô ạ. Dạ. À đây Phan Nam Bộ ạ. Rồi tí ra chụp ảnh nhá. Vâng. À thế ạ. Dạ. Oh, trong này là nhà mình đang cái này là sử dụng rau để chiên à cô? Mỡ. Mỡ à? Toàn là mỡ lợn. Tất cả có mỡ lợn hết à? Mỡ lợn hết mà. Thì con vịt nó mới bóng nó mới ngon. À, con lợn vịt nó mới bóng mới ngon à? Trao dầu nó khô. Vâng. À, dầu là không thành không cô? Dầu là nó khô vịt. Dầu khô vịt. Là trao bằng mỡ này chứ. Thế cái mỡ như này thì mình thường thường là mình chiên thì bao lâu thì được một con vịt hả cô? Một mẻ. Một mẻ này thì khoảng bao lâu? Khoảng 3 ngày, 4 ngày thế này. Thông ý là một con vịt này này thường là mình làm bao lâu để nó chín? Đằng này nhé là 15 phút. 15 phút. Còn đằng bụng là 30 phút. Thế còn cái nồi dầu này thì khoảng mình chiên mấy ngày thì bắt đầu mình mới lại đổ đi? 3 đến 5 ngày. Vịt nó ra nhiều mỡ lắm. Vịt nó ra nhiều mỡ đúng không? Với lại là cái gia vị ấy nhờ cô nhờ. Nó ra nó cũng làm cho cái dầu nó đen đúng không? Cái mỡ ong. Thế dù ngày hôm nay mình vừa thay mỡ thì ngày mai nó vẫn màu này. Kể cả mình có thay luôn thì mình làm có 1-2 con nó vẫn đen cô nhỉ? Nó vẫn thế này, vẫn màu này luôn. Ở đây mình trao này còn mình còn có làm ở cái chảo kia đâu cô? Cho vào cái lu này trước này. Nướng xong rồi nó lên màu rồi cho vào đây. Có nghĩa là đầu tiên là cô phải cho vào cái lu trước à? Đầu tiên là quay lu xong là nó lên màu rồi thì bắt đầu là mình cho vào cái chảo. Chiên cho nó giòn lên. Thế. Cái đấy là cái bí quyết đấy nhỉ. Mới đầu là phải cho vào lu trước các bạn ạ. Đúng rồi. Vâng. Đây. Em vịt đang tắm mỡ lợn. Tắm mật ong. Tắm mật ong trao mỡ lợn. Tắm. Đầu tiên là màu phải tắm mật ong trước. Đúng rồi. Lấy màu tự nhiên đúng không cô? Xong rồi cho vào nướng lu. Xong rồi nướng cái lu kia. Nướng cái lu. Trong này có cái con nào không cô? Không có đâu, ngoài không kia. Không có à? Hết sạch rồi, hết sạch rồi. Hôm nay mình đến này cũng tầm khoảng bây giờ là khoảng mấy giờ rồi đây? Đấy bây giờ là khoảng hơn 8 giờ các bạn ạ. Đâm ra là bây giờ cũng là muộn rồi. Hơi muộn rồi. Vâng. Nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật làm mấy chục con thì nhiều, hôm nay làm luôn, có 30 con thôi. Dạ. Thế cô có con nào mới cô cho con một con à? Vịt ta. Cho cháu ăn nguyên đùi được không? Vịt được. À. Rồi. Mình thích ăn cái gì thì ăn cái đấy à? Thích ăn cái gì thì cho cái đấy. Đấy. Mày quá. Nhờ cô chia sẻ cho. Cháu toàn ăn đùi hả? Vâng, cô cho con một đĩa gọi là đùi không đi. Thế còn cái này là khẩu trao ạ. Cho cháu một đĩa này nhá. Cái này đấy ăn gọi là bánh cổng trao. Cẩu trao à? Cổng, cờ ông công phải cổng. Cổng nhưng phải cẩu đúng không? Cổng trao. Vâng. Cho con một đĩa này nhé. Ăn cái này thay quẩy đúng không cô? À, vâng. Bột nếp à? Bột nếp với bột chiên. Bột nếp với bột chiên ạ. Đấy, cô đang làm rất là nhiều này. Ở đây mình có bán luôn cả cái đầu vịt kia nguyên ạ? Bán riêng hết, bán ai ăn mua thì bán, ai ăn thì bán. Ai ăn cái bộ phận nào thì mình bán bộ phận đấy đúng không? Tùy khẩu vị từng người một, ai cái gì đặt cái đấy. Vâng. Cái này quán bình thường mở cửa thì mấy giờ cô? Nhà cô 5 rưỡi là có người ăn rồi, 5 giờ rưỡi sáng.
đến mấy giờ? Đến trưa thì hết khách thì nghỉ. À, mình bán từ sáng đến trưa. Ừ. Chiều có bán không cô? Chiều không, nhà mình chỉ bán buổi sáng thôi. À, chỉ bán buổi sáng thôi. Thế là anh em đến đây thì chỉ ăn vào buổi sáng thôi các bạn nhé. Buổi chiều thì các cô không bán. Phở vịt thì thường thôi. Thường là bán phở, một bát phở trung bình như này, bát basic này là bao tiền cô? Bình thường là 35.000. Bình thường là 35.000 ạ. Còn ai ăn thêm thì lấy thêm. À, thế ạ. Cháu một đĩa, ừ, đĩa đùi giống như này này. Đây này. Riêng đùi hả? Riêng đùi. Mấy người ăn, ăn có? Nó. Có cháu hẹn cameraman hai người ạ. Hai người ăn vừa rồi. Đây. Hai người ăn nào? Vâng. Mình bán sớm nên là cái tầm này là bắt đầu nồi canh là cũng gần hết rồi. Tí nữa có khách lại pha thêm. À, có khách mình lại pha thêm ạ. Ừ. Cái đùi này thường thường thì mình bán đùi không thì bao tiền cái cô? 30.000. À. 30.000 cái đùi. À, 30.000. À, cô có thể để nguyên không chặt được không? Chỉ khứa khứa thôi nhá. Được. Vâng. Nhà cô làm quán này lâu chưa? Nhà cô làm từ 2005. À, thế thì cũng 2005, 2015, 17 năm rồi đấy nhỉ? 18 năm rồi. Cô làm cơ quan. Dạ. Cô làm cơ quan về cô mới làm. À, thế là cô học nghề ở đâu? Cô không học, cô khác làm. Cô tự làm luôn. Con thích ăn miếng mỏng mỏng thế này không? À, miếng mỏng mỏng thế cũng được ạ. Miếng mỏng ngon. À. Nhưng mà cô chặt nó to to ra, cô chặt bé kia thì không tìm thấy tổ quốc đâu. Miếng mỏng thì ăn chặt thế này thôi. À, thế à? Ừ. À. Đây, chặt cho cháu một cái đùi. Một cái đùi thôi à? Đây nhá. Vâng. Đùi này, ba chỉ này, lưng này. À, thế là đủ ăn, combo ngon nhất cho con vịt luôn. Ăn một miếng lườn nữa là nó đầy đủ hết này. À, thế một cái đĩa này trung bình là bán khoảng bao tiền hả cô? Nếu mà một đĩa này ạ. Một đĩa này á? Vâng. 100.000. 100.000. À. Rồi. Thế coi như là ở trong con vịt. Ừ. Cháu bắt nước chấm siêu to khổng lồ nhá. À, nước chấm là lấy từ trong con vịt ra luôn các bạn nhé. Thêm tí nữa đi chị. Cho nó đủ như này nhá, con thích ăn gì con pha thêm rồi. Nhá. Ớt hoặc là tỏi hoặc là cái gì đấy. À, cái này mình để pha thêm à? Thế là thích chứ. Mình thích ăn cay thì mình ăn cay đúng không? Rồi, cảm ơn. Thích ăn cay thì cho ớt vào. Dạ rồi, em cảm ơn. Cho em một cái bàn ở ngoài kia đi ạ. Cho anh cái bàn sang kia kìa. Ờ, cho anh một đĩa này nè em. Cho em ngồi đâu đây? Ngồi đây hả chị? Toán giúp em cái bàn này luôn. Ui, cái nước này nó sánh này. Làm tí thử thử cái lườn. Ngon. Thực ra là như vừa nãy cô chủ quán chia sẻ các bạn ạ, cái phở vịt này này, à, cái vịt quay này, mới đầu là cô ấy nướng lu trước, sau đó bắt đầu mới cho ra để xào cái mỡ ấy, để cho làm nó giòn cái da phía ngoài. Nhìn cái nồi mỡ thì hơi hốt một tí ấy, nhưng mà thấy cô chủ quán bảo là cũng thay liên tục ấy các bạn ạ, đâm ra là xin phép anh em mà cầm tay, thực ra là mình chơi đũa thì nó à đấy em cảm ơn, chơi đũa nó không đúng kiểu không cách. Ngon vậy.
Ở đây là chắc là nổi tiếng với lại là măng ớt à. À, đây là măng ớt nha. Rồi mời anh em đi. Anh em gặp mình ngoài đời cứ tưởng mình uống được nhiều rượu, nhưng thực ra mình không uống rượu đâu. Gặp anh em rồi xin. Ăn thì ít xin ai lắm. Em chào anh. Cây mai kìa. Vâng. Đẹp ạ. À thế ạ. Vâng. Anh có xem cây mai của em ạ. À tuyệt vời. À. Vâng. À, em lên từ 22 ạ. Từ 22 đang quay cái series ẩm thực ở đây. Vâng. Cảm ơn anh. Vui nhỉ. Dạ. Ngon. Hôm 22 như là lấy ngải đi chơi trên cái ngựa ấy phải không? Ờ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Vâng, anh chào cô ạ. Dạ. Nhưng mà đeo khẩu trang không nhận ra. À thế à? Vâng. Cái em rất là vui khi những cái video ẩm thực của mình ấy được đông đảo anh em xem. Thôi, không thể chờ đợi lâu hơn nữa rồi. Đây mời anh em này. Ui cái nước ở đây nó sánh lắm anh em ạ. Đây, anh em xem này. À, không biết là nó có bắt nét đây hay không. Đấy, anh em này. Wow. Trời thôi anh em ơi. Sướng. Wow. Mình ăn em cái đùi. Mình thích ăn kiểu phần đùi ấy thì mình gọi order đùi. Mình tránh được những cái phần kia, thịt nạc kia. Một rưỡi như này 100.000 đúng không ạ? Quá rẻ luôn đúng không? Hai cái đùi lườn. Làm bây giờ rau sống đứng ấy. Ngon. Thời tiết ở trên này bắt đầu nắng rồi. Nó ngon, nó tuyệt vời ở cái bát nước chấm. Rất là sánh luôn. Đỉnh cao. Này thay quẩy ngon phết. Thank you.
Ngon. Chị ơi, order thêm cốc nó trà đá không ạ? Cái ăn nó chảy lên nó giòn. Mình cứ nhầm quả bằng quẩy, nhưng mà kiểu nó ăn cũng nó kiểu giống quẩy trên mình á. Dạ em cảm ơn. Dạ. Cô ơi, cho con một bát phở luôn nhá. Vâng. Vâng, chào anh. Nhưng mà sướng không cưỡi được, làm sao mà ăn ít được. Giải quyết hết cái đùi này đi để làm thêm cái đùi nữa. Đây, mời các bạn. Độ sánh nhỉ. Không biết là nó có bắt nét được không? Vâng. Nào. Chính ở gần quán phở vịt này, anh em đây làm con ngồi nhiên ni buổi sáng hết ngày luôn. Dạ. Có cho vịt chứ? Đĩa này thấm thứ ở đâu đâu mà. Ba. Vâng, em chào anh. Dạ. Vâng. Ngon chưa? Làm kiểu ảnh selfie đấy các bạn ạ. Đến Lạng Sơn thưởng thức phở vịt đã. Để cho chủ tịch ở nhà thèm. Trước khi ăn selfie. Ui, đây. Đây cái miếng vịt này. Đây là cái miếng lươn các bạn ạ. Đấy. Ngon. Bình thường mà cái lươn ấy nó hay bị kiểu khô ấy, nhưng mà ăn cái lươn này rất là mềm và ngọt luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây mời anh em. Này anh em thấy chưa? Đúng rồi, phở vịt tách bất hư truyền, ngon. Vợ ngồi ngay đấy mà không biết đâu mà. Dạ vâng. Em là thấy em mà như thế là phải làm thêm một cái đùi vịt nữa. Vâng, để cho bữa trả tiền cho võ. Cái nước dùng ở đây rất là sánh luôn. Mà nó đậm vị ấy. Đậm vị ngọt thơm. Vâng. Anh chị ở trên này luôn ạ. Hai luôn đấy ạ. Ờ. Cần em thuê em cái hộ thì bảo câu thì hai anh em đem sang. Em đang kêu hỏi thuê. Có thuê người của khách hộ thì tăng cho tôi quay. À rồi cần thuê. Dạ các bác nhỉ. Có anh ba anh Thiện có cần thuê thì hai thằng em sang. Cái bánh phở ở đây cũng nó cũng kiểu là ngậy ạ. Nhưng mà nếu mà anh em đến đây ăn thì nên gọi thêm vịt đấy. Mình làm một đĩa rồi. Đưa nếu không một cái số lượng vịt như này mình lại hơi thiếu. Dạ vâng. Ăn rất là ngon. Kênh của mình Sapa TV ạ. Vâng. Dạ. Chê chàng. Vâng. Ăn ở trên này cái món nào ngon. Qua thử đi lên bàn ạ. Ở đâu ăn ngon. À thế à? Vâng. Anh chị và các bạn này, với anh chị phải chịu khó theo dõi kênh Sapa TV thì sẽ biết được rất nhiều món ngon ở mọi vùng miền. Vâng. Lúc đang đói đừng xem anh Hải ăn. Chính ra anh em mình béo lên là nhờ anh Hải đấy. À thế à? Đêm hôm 2 giờ sáng còn mò ra chợ về. À thế à? Thế anh em mình làm chén nhỉ? Thẩm môi. Ơi. Chén anh nhỉ? Sáng làm chén với anh em khán giả Sapa TV. Làm chén diệt khuẩn. Đúng rồi, diệt khuẩn anh ạ. Ngoài trên là nhiều Covid lắm anh ạ. Đấy, phải diệt khuẩn bằng cái này mới được. Mời anh em chén đi. Dạ. Anh cameraman có làm chén không anh cameraman? Bạn này tí làm sau. Rồi. Năm mới chúc anh mạnh khỏe nhé. Rồi, chúc khỏe anh em nhé. Nhìn người mà đầy đặn này biết ngay là khán giả Sapa TV, không phải không cần phải nói thêm câu nào nữa đúng không? Hai anh em mà chuyên xem kênh anh á. Rồi, thôi cảm ơn nhá. Chúc anh em bán con biệt nhá. Ok. Cái nước phở ở đây rất là ngon, ngọt, nhưng mà vấn đề cái là mình đã hút hết nước, bây giờ vào xin tí nước ăn thêm tí phở. Tí nữa xin tí thịt ăn hết tí nước. Ăn nốt trước. Vâng. Cô ơi, cho con xin tí nước ăn hết tí phở cái. Tí nữa lại xin tí phở bạn ạ. Và cho con tí nước này vào cho nó đậm đà nhá. Bản sắc dân tộc Việt Nam. Rồi ok. Xin anh cảm ơn. Đấy. Về này hai vợ chồng lại cứ thế nào mà. À, cô chính tỏ cô chủ quán này xem Sapa TV rất là nhiều. Biết hai vợ chồng mình thường xuyên cũng hay đi làm từ thiện đấy. Rồi, xin thành cảm ơn. Đấy, bát của bạn. Cameraman.
Cái bát của mình lại giống kiểu như mới luôn các bạn ạ. Tí nước là vào lại. Để xin thêm tí thịt nữa. Ngủ rồi, ngon. Dạ. Ngon nè đúng không? Vâng. Anh cái phở của anh này, anh phải xin thêm ít cái nước anh cho thì cái nước chấm ấy. Và bát phở nó đậm mà nó ngọt lắm. Bao nhiêu cái ngọt ở trong con vịt ấy là nó ra hết cái nước rồi. Được ngon. Đây anh em ơi. Đấy. Sau một hồi dai đòn thì bây giờ chỉ đúng là còn cái nịt. Sợ lẽ lại vào lại xin thêm tí phở, xin thêm tí thịt nữa. Wow, nó tuyệt vời. Ship bán mang về. À cái này là cô cả ship luôn hả cô? À, đây các bạn ạ. Anh em có nhu cầu muốn thưởng thức ở nhà mà dịch ngại thì đây ở đây có ship luôn nha cô nhé. Còn đây có bảng giá luôn đấy. Đấy, rồi. Ôi, cháu cảm ơn nhá. Thank you anh nhá. Đây ạ. Vâng. Rồi, cháu cảm ơn cô nhá. Nếu mà mọi người muốn ăn thì hãy đến quán cô Vi tặng nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Cảm ơn anh nhá. Nhiều tiền quá này. Ủa, đại gia. Rồi, cháu cảm ơn ạ. Vâng. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá về các món ăn ngon ở Lạng Sơn. Nếu anh em biết món ăn nào ngon thì hãy nhắn tin cho Hải nhá. Giờ mình tiếp tục đi trải nghiệm. Có tầng 2 không để thuê em đi tiếp hộ. Ồ. Nếu anh em thấy thích hay hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhá. Một lần nữa xin thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye.